ơi, 9 giờ tối rồi các bạn ơi, chuẩn bị đi ngủ thế nào hả? Trước khi đi ngủ mình sẽ hết khí chơi một chút xíu. Ôi, hình như mình thấy cái gì đang đi tới vậy đúng không ta? Ôi, Huy Núp nó đang đi tới nhà mình đâu, trời đất ơi. Sao hôm nay khuya rồi, 9 giờ đêm rồi mà nó còn đi tới nhà mình làm gì trời? Đúng rồi, nó đi trong rừng ra chứ. Ô Huy Núp ơi, Huy Núp ơi. Mày đi đâu vậy? Mày đi đâu vậy? Sao Huy Núp nó cứ đi từ từ tới ta? Ôi, gì vậy? Nghe ai gọi vậy trời? Ủa giờ này còn ai gọi vậy trời? Để mình coi coi. Ôi, hình như Huy Núp đang gọi nhưng mà Huy Núp nó đang đi tới nhà mình mà sao nó gọi mình chi vậy? Này nó bị khùng quá trời. Trời, để bắt máy coi. Ôi, alo, Huy Núp, mày gọi tao chi vậy? Mày nghe tao nói là tao ra. Ủa trời ơi, tao đang thấy mày đang đi tới nhà tao nè Huy Núp. Mày nói cái gì mày nói đi trời ơi, mày khùng hả? Tự nhiên gọi tao chi tốn tiền vậy? Ủa mày gặp nó rồi hả? Mày gặp nó là gặp ai? Mày nói cái gì vậy? Tao đang gặp mày đang đi tới nhà tao nè. Trời, mày nói gì vậy? Nhà đóng cửa liền đi. Đưa nhà đóng cửa đi. Ủa sao mày gọi ở đây mà sao tao thấy mày ở ngoài cứ đi không có gọi gì hết trời, sao lão vậy Huy Núp? Biết rồi, mày đừng có trôn tao nha Huy Núp. Trời, tao có trôn mày hay cái gì đâu trời ơi. Chứ nếu mày không trôn thì cái người mà đang đi tới này là ai vậy? Trời, nói chung đó không phải là tao đâu, mày vô nhà đóng cửa liền đi. Vô nhà đóng cửa liền à? Trời, thằng này nó trôn mình chắc chắn luôn các bạn ơi. Ơi, mày là ai vậy? Nói rồi đó, không phải là tao đâu. Trời, không phải mày thì là ai đang đây cứ giỡn mà. Ô sư, nó cúi mặt xuống rồi kìa Huy ơi, đừng nói là. Tao không biết nó là thứ gì nữa. Cái lúc mà tao thấy nó giống y chang tao đang qua nhà mày tao mới gọi đó. Trời đất ơi, sao tự nhiên nó qua nhà mình chứ? Ừ, như tao thấy nó đang cúi mặt kìa Huy ơi. Mày mau vô nhà đóng cửa đi tao ra. Ơi, mặt lên kìa, như nó đang sợ quá. Đóng cửa lại, khóa cửa lại. Mình khóa khóa. Ừ, chết rồi các bạn ơi, nó đang tấn công nhà ở đập cửa nhà mình kìa ơi. Chết rồi, chết rồi. Các bạn ơi, giờ sao nó đang đập cửa nhà mình, bây giờ mình phải làm gì đây? Ôi. Trốn đi, kiếm chỗ trốn đi. Kiếm chỗ trốn à. Ôi, được rồi, bây giờ vậy tao sẽ trốn dưới giường các bạn, nhanh lên. Hay cha. Ừ, giờ nó ơi, nó đi vô được rồi các bạn. Ừ, nhỏ rồi, mình đang trốn dưới giường này các bạn, hy vọng nó không có tìm ra mình. Ừ, nó đang kiếm mình đi vậy trời đất ơi, cái con này rốt cuộc lấy con gì, sao nó giống Huy Núp nhưng mà nó ở phía bạn đáng sợ hơn nhiều các bạn. Trời ơi, đáng sợ mà em nằm. Ôi ơi, nó đứng trước cái nhà mình, đứng trước cái chỗ giường mình kia. Ừ, đi mà đi. Ừ, nó đi rồi các bạn. Ừ, làm gì vậy? Cái gì? Tại sao nó trở thành mình luôn rồi các bạn ơi? Chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên nó đang tự Huy Núp nó trở thành mình ơi. Không lẽ nào? Chà, đây chỉ là con quái vật có thể bắt chước hình dạng. Sao bây giờ nó đã lấy hình dạng của mình đi đúc mình, nó đi lừa người khác rồi coi. Ừ, nó đi đâu rồi không biết rồi. Bây giờ mình phải gọi Huy Núp lại mới được. Alo. Huy Núp, mày nghe tao nói không vậy? Mày còn ổn vậy? Mày còn trời ổn ơi, tao ổn. Nhưng mà điều quan trọng là nó đã bắt chước hình dạng của tao, nó trở thành tao chứ không phải mày đâu. Bây giờ hình như nó đang qua, nó lừa người khác. Mày mau qua nhà tao, lẹ lên. Tới nè, tao tới nè. Trời ơi, tao mày phải Huy Núp liền hay là mày là giả mạo vậy? Nói lại ơi, ok, vậy tao tin mày đó. Được rồi, bây giờ mày có biết nó là thứ gì, bây giờ làm sao để chúng ta đối phó với nó bây giờ trước khi nó lừa người khác đó? Theo như tao tìm hiểu thì đó là một con quái vật ăn cắp khuôn mặt đó. Ăn cắp khuôn mặt hả? Đúng rồi, mày phải đợi tới sáng thì nó mới cháy và nó biến mất được. Ôi trời đất ơi, con quái vật gì mà đâu ra đáng sợ vậy? Các bạn có biết con quái vật đánh cắp gương mặt này không thì đừng quên comment ở dưới nha. Thì nếu theo Huy Núp nói thì nó có thể đánh cắp gương mặt của người ta rồi nó bắt chước người ta để mà đi lừa người khác đó cả. Được rồi, nhưng mà bây giờ trước khi chúng ta đi cứu mọi người thì chúng ta phải làm cái chỗ này nó an toàn lên các bạn ơi. Chúng ta phải chỉnh cái chỗ này thành một cái căn phòng an toàn cái đã. Để giúp mày một tay. Được rồi, bắt tay vô làm thôi các bạn ơi, let's go. Xong rồi, được rồi các bạn ơi, vậy là mình vừa xong được cái căn phòng an toàn rồi. Đó rồi, mày đã trang bị đủ những cái camera các thứ chưa? Có, trong đây nè, mày bấm vô đây xem là mày xem được camera đó. Đây chỉ là cái màn hình có thể xem gọi là xung quanh cái nhà mình cũng như là xung quanh làng sinh tố để có thể biết cái con quái vật nó đang ở đâu để mình đề phòng các bạn. Còn đây chỉ là những cái cửa mình có thể mở ra nè, mình mở ra sau đó mình đóng lại khi mà mình thấy nguy hiểm. Đây bên này là trước mặt cái nhà mình các bạn. Bên này là bên phải của nhà mình đó, mình sẽ mở ra cho các bạn coi nè. Còn bên này chỉ là bên trái, mình không biết nó sẽ tới từ hướng nào. Bây giờ chúng ta sẽ đóng những cái cửa này cho chắc. Nhưng mà các bạn nhớ một điều là chúng ta không thể đóng nó 24/24 được. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì chúng ta có năng lượng dự trữ đó. Đúng như vậy, chúng ta có năng lượng dự trữ đó các bạn ơi. Và đây chính là cái nguồn dự trữ của chúng ta các bạn thấy không? Đây chính là gọi là cái cục pin để chúng ta có thể thấy nó đang đầy pin rồi các bạn. Có nghĩa là chúng ta đang có nguồn điện full. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng, chúng ta đóng cửa này nhiều quá hay là chúng ta xài camera nhiều quá thì cái pin này nó sẽ tắt nguồn và chúng ta sẽ bị mở cửa toang luôn. Thì đó, chúng ta chết chắc luôn đó tụi gà. Trời đất ơi đó, bởi vậy chúng ta phải sử dụng làm sao cho nó tiết kiệm, nó hợp lý để mà không có bị xài hết pin là chết đó các bạn. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ thử phải mở cửa trước hết nè các bạn. Khi nào chúng ta thấy sự nguy hiểm chúng ta mới được đóng cửa rồi để cho nó đỡ tốn pin của ai. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ check camera trước đây các bạn. Đây rồi Huy ơi, mày có thấy không? Đây chính là camera trước nhà chúng ta. Chúng ta có thể thấy được gọi là toàn cảnh phía trước này các bạn. Hiện tại ở phía trước có vẻ an toàn. Được rồi, mình đổi cam qua chỗ khác coi. Đây là cam bên trái cũng có vẻ an toàn luôn. Cam bên phải cũng như vậy. Được rồi, vậy là nhà mình có vẻ an toàn rồi đó các bạn. Không biết cái con quái vật kia hiện tại đang ở đâu rồi, mình chuyển cam xa hơn coi. À, đây chính là cam giữa làng này. Trời, sao giờ này chị Mèo còn đi ra giữa làng chi nguy hiểm vậy trời? Chết trời, Huy Núp ơi, gọi cho chị Mèo cảnh báo không là chị Mèo gặp nguy hiểm bây giờ. Trời đất ơi, nhớ Huy Núp ơi. Hello đó gà, làm gì đây ạ? Trời đất ơi, chết rồi, chị Mèo đã gặp nó con quái vật đó rồi. Ơ, cái điện thoại Huy Núp gọi mình chi vậy ta? Alo, Huy Núp hả? Trời, chị Mèo đừng có nói chuyện với tên tôi gà giả đó. Cái gì? Tôi gà giả? Chạy. Ôi trời đất ơi, rồi luôn, chị Mèo bị nó bắt luôn rồi. Trời ơi,
giờ bà đi, bình của chúng ta đã giảm đi một cục rồi, nhưng mà thời gian nó cũng đã tăng lên rồi này. Cái bà vòng trời sáng nhanh lên để mình còn đi cứu hai người họ. Bây giờ trời ơi, chị mèo đã bị hại rồi, trời đất ơi, khổ thiệt chứ. Bây giờ rồi, chúng ta phải kiểm tra camera tiếp thôi các bạn, nhưng mà kiểm tra kỹ hết bên đây này các bạn. Được rồi, kiểm tra thôi. Rồi được rồi, cam trước có vẻ an toàn rồi, Huy Nấp ơi, để chuyển qua cam khác rồi. Đang nhìn cam bên phải không có thấy gì hết nè Huy Nấp ơi. Từ hình như có gì đó đó Huy Nấp ơi, từ để zoom gần lại coi. Ồ, hình như thấy con gà nó đang núp, nó đang me me cái gì kìa. Trời đất ơi, không biết nó tính làm gì ơi. Hay như nó đang chạy tới nhà của mình Huy Nấp ơi, nó đang chạy tới cửa bên phải kìa các bạn ơi. Mày này có rồi, rồi các bạn ơi, nó vẫn còn ở ngoài kìa, leo. Ôi trời đất ơi, con này nó nguy hiểm quá. Ôi, nó đi bên đâu mất tiêu rồi. Ôi, con kia nó tới trước rồi, đông cửa trước lại. Ôi, đông lại. Ôi, trời đất ơi, đừng mà đi, mà đi vô khác đi, đi vô khác. Ừ, nó đi hướng khác rồi các bạn. Ôi trời đất ơi, để tôi kiểm tra cam tiếp cái coi. Rồi đâu coi thử. Ôi trời đất ơi, nó đang nhìn thẳng vô cam mình luôn kìa Huy ơi. Như chị nó đang khiêu khích chúng ta vậy các bạn. Trời đất ơi, đáng sợ, mày đi chỗ khác đi mày ơi. Ôi, nó đi rồi. Trời đất ơi, may quá nó đi rồi các bạn. Được rồi, chắc xung quanh kỹ ra ngoài, mở cửa nha Huy nó bay rồi. Mở bên này. Ở nhà lên không là tối tốn điện đó các bạn ơi. Trời ơi, 12 giờ đêm rồi sao, nhưng mà sao nó sáng chậm quá vậy các bạn. Ôi trời ơi, Huy ơi nhìn kìa, pin của chúng ta nó giảm nhiều quá vậy. Trời đất ơi, nhiều với tốc độ giảm như vậy, nó mà về không pin một cái là tụi mình gọi là chết chắc luôn đó coi. Được rồi rồi, xem xung quanh hình như không có đó. Được rồi, bây giờ hy vọng nó không làm hại ai nữa các bạn. Được rồi, để tôi check cam xem thử nó đi đâu mất tiêu rồi. Đây không có luôn. Rốt cuộc nó đâu rồi chạy. Ơi, hình như đây là chỉ là cam nhà sau đi nè. Ơi trời ơi, Huy ơi, tao thấy nó tới nhà sau đi. Ok Huy ơi. Bây giờ mình rút kinh nghiệm đi Huy ơi, mình không thể để nó tới mình mới gọi được, không có kịp. Bây giờ mình xem thử coi nó đang đi qua nhà ai, mình gọi người đó, mình cảnh báo luôn. Nhanh lên. Hình như đây chính là nhà Hà Chi này các bạn ơi. Hình như nó đang đi tới nhà Hà Chi, gọi Hà Chi gấp sau đi Huy Nấp ơi. Ok, gọi đi. Cái gì ai gọi vậy trời? Chị à, có chuyện gấp. Chị ai gọi cái gì, chuyện gấp gì? Ủa, gọi cái gì à quay? Trời ơi, nếu thằng tôi gà nó qua nhà ông thì đừng có mở cửa cho nó nha. Ủa, là sao vậy? Trời, cứ nghe gì đi, không thôi là ông chết đó. Rồi, tôi biết rồi. Ê, chắc là tôi quên khóa cửa mất tiêu rồi. Cái gì, khóa lẹ lên. Ê, chưa có tôi gà vô phòng tôi hả? Trời đất ơi, Hà Chi ơi, là Hà Chi sao vậy? Trời ơi, pin nó xuống rồi kìa. Trời ơi, pin nó lại xuống rồi các bạn, nhưng mà chết rồi Huy ơi, mình không có cứu được Hà Chi, mặc dù mình đã gọi chứ. Hà Chi nó đi ngủ mình không khóa cửa tất nhiên chứ các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, cũng 3 giờ sáng rồi, trời sắp 6 rồi đó các bạn. Cô này, chúng ta chỉ cần duy trì nó trời sáng là chúng ta không có thể chiến thắng được mà. Kiểm tra cam tiếp đi tôi gà. Tôi biết rồi, kiểm tra cam lại đây các bạn. Sắp sáng rồi. Bên trái vẫn an toàn nè. Phía trước không có gì luôn. Hình như bên phải cũng an toàn luôn, nó bởi nhiều con gì. Trời ơi, sao cái thằng sầu riêng bây giờ nó ghê quá vậy, nó đứng trước cam mình kìa coi. Ơi, nhưng mà nó chặn cam mình kìa tôi gà. Chặn cam mình ơi, có dân kiểm tra cái cửa bên phải gấp. Ôi trời ơi, nó đang tới gì kìa, đông quay lại trời ơi. Mày nè con trời ơi, thì ra nó dùng cái xương xác của thằng sầu riêng để nó dụ mình các bạn ơi. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, con này đúng là xảo quyệt. Ôi, đâu mất tiêu rồi, coi như bây giờ đóng hết cửa lại. Ôi, nó bên này kìa, đông lại. Ôi trời ơi, cái con này nó ghê quá các bạn ơi. Cút đi. Trời đất ơi, còn có một cục pin nè. Chết rồi, mình đang đóng hết cửa rồi. Ôi trời ơi, cái gì này bên kia. Hà Chi ơi, sầu riêng kìa, trời ơi, đáng sợ quá coi. Nó lật những cái cơ thể của sầu riêng ra Hà Chi để nó hù mình kìa các bạn. Con này nó đáng sợ quá. Ghê quá các bạn, con này nó gần quá đáng lắm rồi. Trời ơi, tại cho tụi tôi đi mà. Bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục đóng cửa như vậy thì mình nó sẽ yếu mất các bạn. Không được, không ổn rồi. Chết rồi, sao mình nghe tiếng mình yếu đâu ra vậy. Ôi trời ơi, cái gì vậy, sao đèn nó tắt luôn rồi. Giờ sao đây tôi gà. Còn một pin nữa, còn một chút xíu pin nữa. Bây giờ nếu mà hết pin luôn một cái là cửa sẽ mở to. Bây giờ đèn nó đã tắt hết được rồi. Trời ơi, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi Huy ơi. Trời ơi, nhưng mà không biết cái con đó rồi. Mình để mình kiểm tra camera tiếp các bạn. Trời đất ơi, tao thấy nó rồi. Ơi, bây giờ nó đã đứng hình ba con ở trước cổng nhà mình. Chạy giờ nó biết mình sắp hết mình nên nó đứng chờ sẵn rồi các bạn. Giờ tụi mình phải làm sao đây? Thì camera nó bị dịu rồi. Ơi, camera hết bên luôn. Những cái cửa nó bắt đầu mở kìa các bạn ơi. Ôi, mở bên phải mở, cửa bên trái mở rồi luôn rồi. Chết tôi rồi. Ba con nó đang đứng trước kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, trời ơi, nó làm cái biểu tượng gì cắt cổ mình đã chờ nó ghê quá vậy trời. Ôi, như nó sắp lao vô kìa. Chỗ xuống giường rồi, nó đang đi kiếm mình kìa các bạn ơi. Giọng nó không ra, nó kiếm mình không ra. Trời đất ơi, lần trước nó kiếm không ra một lần nữa coi. Nó vẫn đang kiếm kìa các bạn ơi. Hy vọng lần này nó cũng sẽ không tìm ra mình. Như nó đang ship xuống kìa, nó đang nhìn gì kìa các bạn. Đừng có quay luôn mà. Ơi coi coi. Hy vọng nó không thấy mình, đừng có thấy tôi mà. Hình như nó thấy rồi. Ôi, tiếng gì vậy? Ôi, hình như tiếng chuông báo thức. Ôi, nó chạy ra kia. Đi trời, vậy nó ngoài rồi. Trời sáng rồi các bạn ơi. Nhanh lên, trời ơi. Ôi, nó kìa. Ôi, trời ơi. Rồi luôn, ôi, nó đang bị cháy rồi kìa. Chết mẹ chứ con ơi. Trời ơi, nó đi đâu, nó bị cháy rồi kìa. Trời mày này con, trời ơi. Đúng là Huy nói như Huy nói. Chỉ cần trời sáng là con này nó sẽ bị cháy. Nó sẽ cố gắng chạy lại vô rừng.
rồi. Ơi nó chạy vô đường ơi, đứng ơi. Trời đất ơi, nó chạy vô rừng luôn rồi các bạn. Đúng là đây chỉ là một con quái vật nguy hiểm, nó có thể đánh cắp gương mặt đó các bạn. Trời, bởi vậy nguy hiểm lắm nha các bạn. Ơi nhưng mà hên quá trời sáng là nó bỏ chạy vô rừng lại nó trốn rồi. Trời được rồi, ghê quá các bạn ơi. Ơi ghê quá tôi gà, đúng là một trải nghiệm kinh dị. Đúng rồi các bạn, một trải nghiệm đáng sợ. Tối hôm qua hên mà trời sáng kịp mới vừa hết binh luôn các bạn. Ơi nhưng mà vậy là lần sau nếu mà các bạn gặp ai mà có gương mặt giống mình thì các bạn hãy chạy ngay nha các bạn. Tại vì đó không biết đó là cái thứ gì đâu nha các bạn ơi. Nhưng mà không sao, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Ô hello Jack, đi đâu chơi rồi? Vừa mới tìm được anh em thất lạc của tôi hay sao nè. Anh em thất lạc á, đừng nói là hello.